Phát Hiền xin kính chào quý khán giả của đài VNTV. Kính thưa quý vị, trong một chương trình lần trước chúng tôi đã có dịp đề cập với quý vị về đề tài nhân sâm. Và ngày hôm nay rất hân hạnh được trở lại với quý vị cũng về đề tài này qua buổi trò chuyện với bác sĩ Nguyễn Đăng Khoa. Và chúng ta sẽ nói thêm về sự khác biệt của các loại nhân sâm. Thái Huyền xin chào anh Khoa. Tôi là bác sĩ Nguyễn Đăng Khoa, xin chào tái ngộ đến quý vị và Thái Huyền. Dạ vâng, thưa anh Khoa, trong chương trình lần trước thì chúng ta cũng có đề cập sơ qua về nhân sâm cao ly và nhân sâm Hoa Kỳ. Thì ngày hôm nay mong là anh Khoa có thể chia sẻ sâu chi tiết hơn nữa về hai loại sâm này. Dạ vâng, kính thưa quý vị, cái chương trình trước chúng tôi không đủ thời giờ nên hôm nay chúng tôi tiếp tục về cái vấn đề sâm. Thì theo câu hỏi của Thái Huyền đó, thì sâm cao ly, dạ thì vâng, tại sao nó có cái màu đỏ? Dạ. Thực sự đó thì khi mà như cái chương trình trước chúng tôi cũng đề cập đó, là khi mà thu hoạch đó thì sâm cao ly hoặc là sâm Trung Quốc nó cũng giống như sâm nó cũng có cái củ trắng và ngà như sâm Hoa Kỳ. Dạ vâng. Nhưng mà đặc biệt đó cái sâm cao ly đó thì luôn luôn họ muốn đặc trưng là màu hồng. Nó nên người ta còn gọi là hồng sâm. Dạ vâng. Nên tiếng mệnh và họ bảo vệ cái tên cái sâm của họ rất là kỹ. Trên thị trường quốc tế đó người ta gọi là Korean ginseng, chứ ít cái người nào mà gọi là Chinese ginseng. Dạ vâng. Thì thường thường đó khi mà củ sâm mà được thu hoạch đó thì họ đã rửa sạch cát đồng thời và hấp củ sâm từ 5 cho tới 7 tiếng, có nơi thì hấp từ 3 cho tới 5 tiếng và sau đó họ sấy khô. Dạ vâng. Nhưng mà cái quá trình đó họ không có nói cho chúng ta biết là họ hấp nhưng mà có sao tẩm gì hay không. Dạ. Thường thường đó thì những cái sâm nó khi ngày xưa đó những người già thì yếu thì muốn dùng sâm, nhưng mà cái tắc sâm á thì lại có cái tính là mát hàn, nên mà người già thì tay chân thì lạnh yếu. Dạ. Nhưng mà lại sâm lại hàn mà uống mà là những người tay chân lạnh lại uống sâm thì nó lại bị lạnh hơn. Đó nên lý do đó người ta mới hấp củ sâm lên, và trong cái củ sâm khi quá trình hấp thì người ta có sao, có nhiều khi họ tẩm với mật ong và phụ tử. Phụ tử thì có cái tính là làm cho nó nóng hoặc là có thể gừng. Dạ vâng. Nên đổi cái tính dược của củ sâm hàn thành ấm hoặc là nóng. Dạ vâng. Và sau đó thì Thái Huyền cho xin cái hộp kia. Sau đó đó khi mà được hấp và sấy thì người sâm cao ly đó thường được đóng vào những cái hộp gỗ như thế này thưa quý vị. Và sau khi đóng vào hộp gỗ như vậy đó thì họ lại chia ra là loại thiên hay là loại địa nữa. Dạ, thì có nhiều loại. Vâng, thì thường thường đó người ta sẽ đóng vào cái hộp gỗ như vậy. Và gói rất là kỹ. Vâng. Dạ. Và khi mà chúng ta mở ra nó rất là thơm. Thái Huyền. Đúng rồi, kính thưa quý vị. Okay. Rất là thơm. Quý vị đã ngửi thấy mùi sâm. Và trong đây sâm được ép và đóng như thế này thưa quý vị. Và sau khi mà được gói đóng hộp như vậy, gỗ như vậy, và họ sẽ bỏ vào cái hộp thiết như vậy. Dạ. Để bảo quản rất là lâu. Dạ. Nói như vậy thì sâm có phải là được dùng dưới nhiều hình thức khác nhau không anh Khoa? Vâng, bởi vậy khi mà chúng ta nói tới sâm hình thức khác nhau thì dạ, sâm mới được dùng chẳng hạn như là để ngâm rượu. Dạ. Dùng củ khô như vậy hoặc thái mỏng ra để ngậm, hoặc là dùng để nấu canh, hoặc là họ xay ra làm thuốc bột, thuốc cân nhộng, hoặc là làm kẹo. Ngoài ra sâm cao ly rất là nổi tiếng dùng để làm cao. Và chúng ta dùng cái cao đó có thể pha với nước uống, nó có rất là nhiều dạng. Dạ vâng. Và gần đây nhất là Thái Huyền được biết là sâm còn được dùng để nấu lẩu nữa. Dạ vâng. Không sâm được. Vâng, dạ đúng. Vâng. Như là để hầm thuốc bắc, như là gà hầm thuốc bắc chẳng hạn. Bây giờ chúng ta đi vào cái sâm Hoa Kỳ đi, thưa quý vị. Vâng. Sâm Hoa Kỳ hoặc là sâm cao ly hoặc là sâm Canada đó thì nó có cùng một nguồn gốc. Nó có cái tên khoa học là Panax cucurbitaceum. Thì cái tác dụng nó giống rất là giống nhau, nhưng mà cái chương trình trước chúng tôi cũng đề cập đó là sâm Hoa Kỳ nổi tiếng hơn sâm Canada vì tại Hoa Kỳ đó có nhiều cái nông trại để gây giống sâm. Dạ vâng. Nếu như mà sâm Hoa Kỳ
cũng có những cái dược tính tương tự như những sâm khác. Nhưng mà ở đây thì Thái Huyền thấy là sâm Hoa Kỳ hình như không có những cái rễ xung quanh. Không phải là nó không có Thái Huyền. Dạ. Thường thường quý vị thấy không, củ sâm nó được, đây là sâm Hoa Kỳ nó cũng có nhiều rễ. Dạ. Nhưng mà khi mà phơi khô xong đó thì họ cắt những cái rễ nhỏ đi. Dạ. Đó thì họ không có dùng cái rễ nhỏ đó nữa. Nhưng mà họ dùng cái rễ đó để làm gì thưa quý vị? Để xay ra làm bột. À. Đó. Cái củ, bởi vậy cái củ chính của nó đó, nó có giá trị nhiều hơn là cái rễ. Và cái rễ đó đó người ta có thể bán để cho người ta hầm ga, hoặc là nấu trà, hoặc là trong cái kỹ nghệ mà làm trà đó. Người ta đóng gói đó thường thường không bao giờ hơn, không bao giờ người ta dùng củ sâm to như vậy. Dạ. Người ta dùng những cái rễ nhỏ này thưa quý vị. Đó. Dạ, cảm ơn Khoa. Hình như là trong một chương trình trước Thái Huyền nhớ là anh Khoa có nói là sâm hình như có mọc hoang. Như vậy thì có những cái luật lệ nào để mà chúng ta regulate cái sự thu hoạch của sâm hay không, hay là ai cũng có thể câu hỏi này rất là thú vị. Chúng tôi phải có một cái chương trình nói về lịch sử sâm nữa. Yeah. Cái câu này đó, tại vì sâm Hoa Kỳ đã được xuất cảng qua bên Trung Quốc rất là khoảng 300 năm nay. Yeah. Rất là nhiều. Và hầu hết khi mà sản xuất như vậy đó toàn là sâm rừng không, sâm hoang không. Nên và quý vị biết như sâm hoa, sâm rừng mà chúng tôi vừa đề cập đó, hiện nay có thể là từ cái giá bây giờ đó có thể là từ 4 cho tới 10.000 đô cho một pound thưa quý vị. Wow. Và cái giá này càng ngày càng mỗi năm càng tăng lên nữa. Thì khi mà người ta thu hoạch những cái sâm rừng như vậy đó thì có một thời gian đó thì sâm Hoa Kỳ như là tuyệt chủng. Tại vì đào quá nhiều đi. Đó thì sau này đó những cái tiểu bang nó có nhiều tiểu bang bây giờ nó có một cái luật lệ riêng là khi mà đào sâm nó phải có giấy phép, có permit, và những cái người mua sâm đại lý cũng phải có giấy phép. Dạ vâng. Và đồng thời nữa đó là ai là khi mà đào được mình có thể khi mà bây giờ khu đất nhà mình như vậy mình trồng được không anh Khoa, và mình trồng thể, được nếu mà đất của mình thì mình có quyền đào. Dạ. Nhưng mà cái người khác không được đào sâm đó trong khu rừng của mình. Ừ. Trong khu đất của mình, và cái người mà muốn đào như vậy đó là có phải xin phép cái người owner, cái người chủ của đất đó thì có quyền. Dạ. Và khi họ đào xong họ phải mang tới một cái cũng có một cái văn phòng để thẩm định và ghi danh từng củ sâm đó nữa. Wow. Dạ, như vâng. Vậy cho thấy là sâm rất là quý. Dạ vâng. Và sâm nữa đó, nói về sâm hoang nữa là không có phải là như là tiểu bang Virginia, West Virginia đó, thì họ có luật là phải đào sâm vào cái tháng nào trong năm và bán trong cái tháng nào trong năm, chứ không phải bán bừa bãi. Dạ vâng. Và vì thế đó nên bây giờ nó có nhiều nông trại để gây trồng sâm. Chẳng hạn như nó mới ra những củ sâm như thế này. Dạ vâng. Như vậy thì củ sâm thì chúng ta thấy có củ và có rễ. Và anh Khoa cũng có nhắc đến là có hạt sâm và như lá sâm nữa phải không ạ? Dạ, thì hai cái thành phần đó thì chúng ta dùng như thế nào? Cái hạt sâm thì thường thường người ta nghiên cứu trên trong thú vật thôi, chứ chưa có dùng, con người người ta chưa dùng đến nhiều. Nhưng mà cái lá sâm thì người ta dùng như là lá trà vậy đó, để cho mát. Còn cái hạt sâm đó thì hồi nãy cái chương trình chúng tôi trước đó thì nó đề cập hạt sâm được Hoa Kỳ được xuất khẩu đi, nhưng mà lại ngược lại hạt sâm của Trung Quốc không được xuất khẩu. Yeah. Ngược lại, Trung Quốc đã dùng hạt sâm của Hoa Kỳ trồng và gây giống, nó cũng giống như sâm Hoa Kỳ nhưng mà ngược lại cái phẩm chất nó không bằng, và cái củ sâm nó xốp, nó nhẹ, nó không có và hay bị mốc nữa. Và cái đất của Trung Quốc trồng nó, người ta dùng cái thuốc diệt cỏ và diệt sâu rất là nhiều, nên cái phẩm lượng của nó và phẩm chất của nó không thể nào bằng sâm Hoa Kỳ. Và có một thời họ trộn giữa sâm Hoa Kỳ trồng tại Trung Quốc và sâm tại Hoa Kỳ, nhưng mà bị những cái hội nhà trồng sâm ở Hoa Kỳ phản đối rất là kịch liệt. Dạ vâng, như vậy thì chắc chắn là không có tốt không ạ? Dạ vâng. Dạ vâng. Và nói về đề tài sâm thì chúng ta có rất là nhiều. Như vậy thì trước khi mà chúng ta kết thúc chương trình thì không biết là anh Khoa có những cái lời khuyên bảo gì đến quý vị khi mà chúng ta dùng sâm không ạ? Vâng.
chúng tôi cũng đề cập tới cái chương trình trước rồi, nhưng mà chúng tôi muốn đề cập thêm nữa là khi mà quý vị dùng sâm thì nên dùng vào bụng no, tại vì và tránh dùng sâm khi mà chúng ta bị khi đang đói thì có thể máu nó huyết đường nó xuống. Và trong khi mà chúng ta có những cái chương trình mà muốn giải đã giải phẫu đó, muốn giải phẫu đó thì không nên dùng sâm trước đó một tuần, tại vì dùng sâm thì chúng tôi cũng đề cập nó có thể lõng máu và có thể nguy cơ tới cái vấn đề mà chảy máu trong lúc giải phẫu. Dạ vâng, cảm ơn Khoa một lần nữa đã chia sẻ thêm với quý khán giả về nhân sâm. Hy vọng rằng trong tương lai sẽ có những chương trình tới mà chúng ta có thể nói thêm về nhân sâm, đúng không ạ? Dạ vâng. Nơi đây thì Thái Huyền cũng xin cảm ơn quý vị rất là nhiều đã theo dõi chương trình của chúng tôi ngày hôm nay.